Không phải tự nhiên mà trong thời gian còn thi đấu đỉnh cao của mình tại châu Âu, Cristiano Ronaldo có thể sánh ngang với thiên tài Lionel Messi trong suốt gần 2 thập kỷ. Không sở hữu tài năng thiên bẩm như Mbunga, thế nhưng CR7 đã khổ luyện hết mình để có một bản năng săn bàn hoàn hảo. Ngay sau đây hãy cùng chiêm ngưỡng lại 20 bàn thắng IQ 300 và khả năng sát thủ của Ronaldo. Đây là một bàn thắng mà CR7 ghi được trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Xuất phát từ một pha đập nhã 1-2 đẹp mắt, Ronaldo đã có cơ hội đối diện thủ môn. Anh không ngay lập tức dứt điểm vào góc gần mà lắc người đánh lừa đối phương, sau đó đưa bóng sang chân trái, chân không thuận để dứt điểm ghi bàn. Bàn thắng tiếp theo đây cũng có kịch bản gần giống như vừa rồi, nhưng nó diễn ra khi Ronaldo còn khoác áo Real Madrid. Sau pha phối hợp với đồng đội, CR7 có cơ hội đối diện với thủ môn. Anh nhẹ nhàng đi bóng 2-3 nhịp, vượt qua anh chàng đó, rồi mới sút tung lưới đối phương. Trong pha đá phạt được thực hiện check về bên phía cánh phải, tưởng chừng như là Pjanic sẽ thực hiện một pha treo bóng. Thế nhưng Ronaldo đã rất khôn ngoan lùi lại để thoát khỏi sự áp sát của các hậu vệ. Anh nhận được đường chuyền rồi nhanh chân sút cháy góc. Một bàn thắng rất đẹp mắt của đội trưởng Bồ Đào Nha. Không chỉ thông minh di chuyển đón bóng sau pha chọc khe của đồng đội, mà Ronaldo còn rất ngẫu hứng bấm bóng qua đầu thủ môn đội bạn để ghi bàn. Pha bóng này đã thể hiện một nhãn quan và sự phán đoán tuyệt vời của Ronaldo. Đối mặt với thủ môn đội bạn, anh nhận thấy anh chàng kia đã nhảy lên để bắt bài pha tần bóng qua đầu. Thế nên CR7 nhẹ nhàng sút bấm sệt để khiến cho thủ thành đối phương trở thành một chú hề. Lại là một pha đánh lừa thủ môn khác và nạn nhân lần này chính là Manuel Neuer. Khi nhìn thấy thủ thành của Bayern Munich đang bị che mắt bởi hàng rào và tưởng rằng Ronaldo sẽ sút phạt thật mạnh vào hai góc. Nhưng không, anh đã lợi dụng lúc hàng rào nhảy lên rồi sút bấm đi sát mặt đất. Một tình huống đã hay lại còn may của CR7. Đứng trước pha sút phạt, Ronaldo đã thực hiện một cú knuckleball quen thuộc, bóng đập vào lưng một đồng đội khiến thủ môn bên đối phương phải bó tay. Lại là một pha đá phạt lợi dụng lúc hàng rào nhảy lên, Ronaldo đã làm tất cả bất ngờ khi mà cú sút sệt rất căng. Lần này thì thủ môn đội bạn đã chạm tay được vào bóng nhưng mà không thể cản phá. Đây là pha bóng mà Ronaldo nhận được đường căng ngang của đồng đội. Anh không lập tức dứt điểm mà ngoặt bóng lại để loại bỏ hậu vệ đối phương. Và khi thủ môn đội bạn tưởng như CR7 sẽ định đặt lòng vào góc xa, nhưng anh lại đưa bóng về chân trái dứt điểm góc gần. Quả thật là hai cú lừa liên tiếp phải không nào? Tiếp tục là một pha đánh lừa thủ môn, nhưng lần này đơn giản hơn nhiều. Nhận được đường chuyền, Ronaldo chỉ cần ngoặt bóng từ chân phải sang chân trái rồi nhanh chóng dứt điểm ghi bàn. Đây là một tình huống khá hài hước, hai hậu vệ của đội bạn nhảy lên đánh đầu nhưng mà vô tình lại không trúng bóng. Ronaldo vì thế mà được đặt vào tình huống đối mặt thủ môn. Việc còn lại là vô cùng đơn giản, dứt điểm thành bàn. Một tình huống ghi bàn tưởng như đơn giản nhưng khó thực hiện lắm đấy nha. Không ai nghĩ là Ronaldo sẽ tung cú tân bóng một chạm mà tất cả đều nghĩ anh sẽ đi bóng qua thủ môn rồi mới dứt điểm. Ghi bàn từ một cú đánh gót thì thật là đặc biệt phải không nào? Nhân lúc các hậu vệ đối phương lao lên quay ráp, Ronaldo đã rất thông minh thực hiện cú đánh gót làm tất cả bị bất ngờ và không thể ngăn cản bàn thắng đó. Qua người luôn là điểm mạnh của ngôi sao Bồ Đào Nha. Đón đường chọc khe thuận lợi, anh đi bóng 2 nhịp qua thủ môn rồi mới sút tung lưới đối phương. Nhận thấy đối phương xử lý rất bất cẩn, Ronaldo đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Anh bứt tốc từ phần sân nhà gây áp lực lên anh chàng hậu vệ vụng về. Sau đó CR7 chỉ cần nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống. Chạy chỗ, đánh hơi bàn thắng luôn là điểm mạnh của Ronaldo có phải không nào? Như ở tình huống này, Ronaldo sau khi thoát súng đã lập tức vung chân dứt điểm một chạm, khiến thủ môn đội bạn chỉ biết đứng nhìn.
Đây, pha bóng diễn ra bên phía cánh trái. Sau khi chạy chỗ đón đường truyền của đồng đội, Ronaldo không đi bóng tiếp mà ngay lập tức bấm bóng qua đầu thủ môn đội bạn. Thật khó có thể miêu tả độ điên rồ trong pha bóng này. Sau pha đá phạt góc, bóng đi lập bập trong vòng cấm. Thế nhưng bằng một cách nào đó, Ronaldo vẫn có thể thực hiện pha dứt điểm vắt chéo chân dù hậu vệ đội bạn đã áp sát rất gần. Trong pha bóng này, khi thấy những đồng đội của mình áp sát và khiến đối phương mất bóng, Ronaldo đã nhanh chóng bắt lấy thời cơ khi mà ngay lập tức tung ra pha tâng bóng khiến anh bạn thủ môn chỉ biết đứng chôn chân. Vừa rồi là 20 bàn thắng vô cùng ấn tượng chứng minh khả năng sát thủ của siêu sao Cristiano Ronaldo. Đừng quên like video và để lại bình luận tương tác bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.